Dạ vâng, em xin chào anh Lộc Phan. Thì anh có nhắn tin trên Zalo hỏi em mua cây bông trang trắng lá trung. Đây là những cây bông trang trắng lá trung ạ. Cái róc của ảnh nè. Dạ đây ạ. Dạ đây. Đây, cái gốc ạ. Đây. Chân trắng ạ. Anh này chân trắng cho nè anh. Nguyên cái lô đó.